ông ngủ quá mà không muốn ngủ lại nữa, kỳ cục lắm. Sáng nay là tôi mới bị cái phần ngũ quẩn này nó làm chút lành. Ngày hôm qua cũng bị, đang ăn nhưng 2/3 bữa ăn có chút gì, ăn kém không dám ăn hơn, mà được 2/3 là bữa ăn cái nó phát lực nó nhất, được bưng cái đỏ. Rồi có uống thuốc giảm gì giảm đau mà kia, hôm một chuyện qua nó cũng nhất bưng lên vậy, giảm đau không hết phát rồi. Đang ăn một miếng đồ ăn đang đi giảm đau nhất nhất bưng rồi. Nhất ra là ướt gì mà lúc đó mà có cái súng mà đại bác ở đâu đó nó bắn nó cũng phân cái đầu mình nó bay thành cho bụi lên thành nó đã mưa thấy thế sao mà. Nhưng mà có cái là ai đâu mà làm vậy cho bệnh, do vậy con ngũ quẩn này á rất là nguy hiểm, khổ sở kỳ cục, nó không hề biết chỗ nào mà rờ. Nó cứ nhức răng thôi đó, còn nói gì nó đau trong ngũ tạng lục phủ cũng khổ lắm. Nó ngũ quẩn bụi không có la là mình hiểu rằng nó sẽ sanh diệt, diệt sanh, nó dính diễn tồn tại. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là cái lúc mà bệnh đệ tử. Thành ra tôi nghiệm kỹ rồi, nếu mà cái lúc mà chết mà không đau và không hành hạ khổ sở vô cùng đó, thì người ta còn chịu nổi, mà còn chịu nổi thì không ai dạy gì chết. Mà chết có nghĩa là nó hành hạ ghê gớm, hành hạ không còn sức để chịu đựng nữa mới chết. Thế thì ai chết cũng khổ hết, ai chết cũng khổ hết. Cho nên nói ra mà giữ vững cái đó, giữ vững cái tâm hồn thế nào cho nó trong sáng, nó an lành được, có nghị lực. Mà cái này tôi nói hoài để tôi nói cho tôi, mà tôi cũng nhắc cho đại chúng là mình phải tôi luyện cái vấn đề là chết rồi đó. Cho thật vững, thứ nhất là phải tập cái buông bỏ để cho nó khổ về luyến tích luyến ai. Cái thứ hai là phải thường nhắc tới cái chết để nó chịu đựng cái lúc mà nó cần phải chết. Chứ còn vừa sợ đau đớn để chuẩn bị nó chết này, mà vừa luyến ái đau thương nữa là nó khổ chịu không có nổi. Cái đó ta gọi là đọa địa ngục đó. Địa ngục là cái lúc mà nó hành hạ sống không xong mà chết không được, mà nó đau khổ vô cùng vô cực. Cái đó gọi là đọa địa ngục, chứ đừng có sợ cái địa ngục nào nữa hết á. Cái địa ngục với dân ti với con lòng đất là không có, đạo Phật nó hoàn toàn không có, đừng có sợ. Thì nó chuẩn bị cái đó. Tôi thì tôi chuẩn bị cũng là già dặn đấy chứ, nhưng mà tới từng nó đau cái là nó không biết đau chỗ nào mà. Hồi nào thấy nó đau một chỗ, rồi lần lần nó đau nhiều quá, nó đau cái là coi như là cả hàm răng không biết đau chỗ nào. Nó khít. Hôm nay là tính điên được rồi đó. Nhưng mà tôi nói rằng mấy mươi năm nay, cả 40 năm nay chưa bao giờ bỏ cái buổi lần việc này. Thế thì là phải làm sao cho đi được. Rồi thì cũng lây lắc rồi uống bị bạ vài thứ thuốc lên nhan vậy. Rồi nó dạ bán nè, hết cái bà không được ăn. Nếu mình ăn vô nó thấm nước cơm, nó thấm muối vô nó đau lại. Cái gì ngũ quẩn phù hương không khí la, còn tam độc thủy bào hương sức mộ. Gọi là độc chứ cái thần tính của tam độc không hề độc. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hương. Ở khi mê thì tam độc nó hoành hành, còn bằng tỉnh thức thì tìm không ra tam độc là cái gì hết. Nói cái vấn đề là vô minh với tiền não như giác ngộ đó bạn. Không hề có nha, học cái này để ý cái này. Tam độc thủy bào hư xuất mộc gọi là độc, gọi là tam độc, cái thực tính của nó là không hề có độc. Nó có thực tính, nó như bọt bèo vậy, nổi chìm chìm nổi của bọt nước vậy thôi. Nó mê là tam độc hoành hành, mà tính thức thì tìm không làm sao mà tìm ra, và tham độc, sân độc, suy độc là cái gì không có. Thì ngược lại cái quả vô tận bồ đề cũng y như vậy. Nó tính thức hoàn toàn 100% thì nó gọi đó là cái người chứng được vô thượng bồ đề, là người ta gọi là Như Lai là Thế Tôn nè, là quý nè.
cái thiện hành cái quả nó không còn. Do vậy cho nên là tu hành nhớ cái chỗ đó để đừng có cầu mong chứng đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra coi coi mình quá giải được bao nhiêu thiền não vô minh, đời sống của mình an lành được bao nhiêu, mình mừng ở trên cái đoạn đường mà mình đang đi đó. Giống như mình đi du lịch, mình đi du lịch có nhiều khi trên đường đi đó nó thú vị hơn là cái lúc tới. Đi du lịch mà mong tới lúc tới là người đó thiệt thòi đó. Phải thưởng thức ngay trên đường đi. Và tất nhiên là có lúc tới mà tới chỗ nào, mà tới chỗ nào đó cũng là trên đường đi. Phải biết nhìn như vậy, đi du lịch nó mới là vui đó. Chứ còn ở đây mình đi bỏ ra là 2.000 quan, 2.000 đô la mình đi Trung Quốc mà mình trong mộng tốt mỏ mà chờ đi tới gì đó để dẫn đến trường thành là thiệt thòi lỗ lã thôi. Hoặc là đi tới Nga Mi Sơn, tới chỗ đó thôi là mình lỗ lã dữ lắm. Tới đó rồi nó không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Lô Sơn danh vũ chiếc giang triều, dĩ đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự. Lô Sơn vân vũ chiếc giang triều, mù tả non lô sống chiếc giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sống chiếc giang. Cái việc tu hành này cũng vậy. Các bạn đó là nói cảnh bên Trung Quốc, chứ thì thật là nói chuyện tu hành đấy. Mình chưa giác ngộ được là mình ước mong chứng mức này, chứng quả kia, chứng địa vị nọ. Nhưng mà kỳ thật rồi là khi mà mình chứng tới đó rồi là cũng có gì lạ. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, trời mây trăng gió vẫn là trời mây trăng gió đó. Chỉ có cái điều là lúc mình chứng thì là cái tâm mình nó không có dính mắc, nó không có khổ đau. Cái sự thật là cũng trời đó, mây đó, non đó, nước đó, sông đó, cũng người vẫn cảnh vật đó vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ nhìn trời mây non nước đó, tâm mình luyến ái, tâm mình mong muốn, tâm mình là còn là tham vọng, cho nên nó sinh ra đủ thứ nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà cái ngày gọi là chứng đắc, nghĩa là cái tâm của mình mà quá giải được tam độc rồi, tham độc, sân độc, si độc không còn, thì cũng là trời mây non nước đó. Mà mình có an lành, có thoải mái, gọi đó là người được quả bồ đề. Chứ quả bồ đề không hề có sinh già nó tăng, cũng không hề có là cái mà dài ngắn lộn hẹp vô tròn gì hết. Do vậy cho nên là trên bước đường tu hành đấy, không dứt khoát không được cầu chính cầu đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra đời sống của mình có tiến lên từng phần an lạc hay không. Cái từng phần an lạc thôi, nó không có cái gì hết á. Hãy có an lạc mỗi ngày mà mình có giảm đi cái đau khổ của phiền não của mình, mà có thêm được sự an lành, sự hạnh phúc, đó là sự tu hành của mình có chứng rồi đó, có đắc rồi đó. Đắc là đắc cái đó đó, chứ mà chờ chết rồi mới đắc là hoàn toàn sai đó nha. Là một cái quả vô thân bồ đề Như Lai nói rằng Như Lai không có đắc là ý nghĩa vậy. Thật sự có đắc gì đâu, không còn bị tam độc nó hoành hành thì gọi là đắc vậy thôi. Còn phàm phu thì bị tam độc nó hoành hành thì gọi là chưa chứng chưa đắc, gọi là phàm phu vậy thôi. Như Lai chẳng có chứng đắc. Còn về Như Lai cũng chẳng có nói pháp nào cố định. Cái pháp mà Như Lai nói đó thật sự ra là cái tự nó có ở trong vũ trụ vậy rồi. Một cụ thể là pháp tứ đế, khổ đế đó, đâu có phải Như Lai nói nó mới có. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, Như Lai không nói nó cũng vẫn có rồi, từ hàng tỷ, hàng ngàn tỷ năm rồi cũng đều vậy hết thôi. Ái việc ly quá bán hội, ngũ ấm chí thạnh, cầu bất đắc cũng vẫn có rồi, có từ lâu rồi, Như Lai đúc kết lại.
Chỉ có cái điều là Như Lai rất là khoa học, nhà đạo học mà là nhà khoa học, thấy cái quả khổ như vậy, bằng tư duy thiền định của mình biết rằng cái quả khổ này nó có là từ cái nguyên nhân nào, truy tầm ra cái nguyên nhân, tầm ra cái nguyên nhân thì biết rằng là cái quả khổ mà nó có đó là do cái tập đế này nè, tập đế là nguyên nhân của cái khổ đế đó. Cho nên là mình bây giờ mình học về là tôi nhắc đại chúng là để cái tập đế đó. Mà tập đế đó thì tư duy ra thì cũng có nhiều lắm, nó có hai à, kiến hoạch và tư hoạch thôi. Nhưng mà đừng nói thì nghe gọn nghe, chứ mà tu tập là mình đúng nó không biết bao nhiêu nói mà mình từ không nổi đó nha. Mà người nào được kiến hoạch là được quả tu đà hoàng, cái này tôi nói hoài. Do vậy cho nên là tôi xác định rằng trong cái số vậy nè, đại chúng này là nhiều người chứng quả tu đà hoàng rồi, sao quả là không có? Nó tất nhiên là cũng có người chưa có, mà cũng có người có rồi, được chứng quả tu đà hoàng rồi. Là cái người đó là ta giải quyết được vấn đề thân kiến, ta không chấp sai lầm về bản ngã nữa, ta không sai lầm về vấn đề đoạn kiến và thường kiến nữa, ta thấy được cái tính chất, cái chân lý rõ ràng là chấp thường không đúng mà chấp đoạn cũng đúng. Cho nên ta không nhớ mắt, ta giải quyết những đề tà kiến người ta không bao giờ mê tín. Tôi biết có những người mà nghe kinh học ở tại dân đường này nè, thời gian ta nghe rồi ta không hề còn mê tín gì đó, không hề cúng bất cứ một cái quỷ thần nào, điều đó người ta đã làm rồi, còn cúng quỷ thần là còn tà kiến. Còn bà con nào mà còn cúng quỷ thần đó nghĩa là còn tà kiến đấy. Còn ông bà cha mẹ là cúng là cúng vậy thôi, cúng để là cây có cội nó có nguồn vậy, gọi là mình nhớ tưởng vậy. Mà cái tốt nhất là cái cúng ông bà cha mẹ còn sống nữa. Sáng này là mấy cô học trò nấu cho tôi một dĩa nuôi có bơ, có phô mai rồi có thịt lắp rồi ngon đó. Tôi nói cứ cúng vậy đi rồi tới thì chết là khỏi cần giết diễn nhân. Khỏi cần giết diễn nhân mà khỏi cần khóc lóc vậy đó. Mà cúng vậy mà ăn không được là cứ chết à, mà chết thì là không giết diễn nhân và không khóc lóc. Chứ còn hồi sống không cúng không cho ăn gì trơn trời, để chừng chết với cái bài diễn nhân. Trời Phật ơi, những diễn dân nó nói chuyện trên trời dưới đất, cái chuyện của mình có một nói là mười, chuyện mình không có tốt nói mình tốt, chuyện mình tốt một nói mình tốt mười. Cho nên tôi đi đáp, tôi nghe ba cái diễn dân đó tôi nó mệt vô cùng vô tận, nó chán ngán. Thường thường tục ngữ có câu gọi là cá mất là cá lớn mà. Cá có bằng cánh cái mà nhảy cái tổng được cái chu ra mà nhảy cá cùng tay vậy nè, người ta có bằng cánh cái đục ngữ. Cho nên tôi nói thẳng bằng già cứ cho anh vậy đó, cho anh cho vừa ý đi, và nếu mà anh không nổi là tự sẽ ông, rồi sẽ ông chết là cũng tự sẽ ông, khỏi cần khóc khỏi cần giết diễn dân. Thank you.